Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi nha. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đường rất là lầy. Bây giờ phải giờ con máy đi kéo các bạn. Mời các bạn cùng tôi theo dõi xem nha. Ok, cái này bãi đất đang hoạt động. Xe này không lên được. Mời các bạn cùng tôi đi xem nha. Lấy đà phi phát đi. Lấy đà phi phát lên đây. Máy cực kỳ ngon các bạn. Cô bé con này là tuyệt đỉnh rồi. Sườn ấy. Lên nhấc người lên luôn, gần nạn đấy. Còn máy các bạn thấy ngon không? Lôi xịn xoạch luôn. Thân chân vào cabin nhé. Vừa trần lầy, đoạn này không thể lấy được các bạn. Vất vả này. Đấy, kéo xe nó phải thế các bạn ạ. Vừa đi vừa kéo. Khỏe cực kỳ luôn. Mời các bạn cùng xem con Sako Falkland này lên thế nào các bạn nhá. Căng đấy, con này hai cầu ngon. Lên đi, lại một đỏ nữa. Không cần đâu, không cần đâu, con này hai cầu thoải mái à.
bà cô này nó có hai cầu đi khỏe là các bạn. Mà cái này nó rất là trơn. Rồi dốc này nó dốc thật nhưng mà nếu mà trời nắng thì không là gì cả các bạn. Bóc thùng có sao không đây? Bóc thùng có sao không đây? Nó làm trượt được phát này. Làm nhẹ nhàng phát thế nào, số 1 lên nào. Nhẹ nhàng số 1 lên phát thế nào. Tôi làm tí nữa, làm đào phát nào. Bên này quá. Rớt quá, đi dưới kia đi.